Singapore sẽ kiểm tra và đóng đơn hàng này cho anh Phú ở Tây Ninh ha. Đây là con chiếc bị chớp, mã sản phẩm là 710210210, giá là 319.000, đó là hàng công ty ha. Bây giờ con sẽ mở ra kiểm tra bên trong của nó. Hàng gửi đi thì lúc nào Abo cũng sẽ kiểm tra đầy đủ rồi mới giao cho mình ha. Các bạn đã xem rồi.